Những dòng tỉnh thức, chúng ta không thể thay đổi ngay được cộng nghiệp của quốc gia, nhưng hoàn toàn có thể thay đổi biệt nghiệp của cá nhân tùy theo sự thay đổi tâm thức và hành động hướng thiện của chúng ta trong lúc này. Tất cả mọi người trên đời đều ít nhiều có duyên nợ với nhau. Nghiệp quả của bất kỳ một ai, dù nặng đến đâu, vẫn có thể được giảm bớt nhờ sự hiểu biết. Thức tỉnh và phát triển tình thương, khi chúng ta bắt đầu hành thiện thì sẽ tạo ra những động lực mới, thay đổi nghiệp lực cũ, cải thiện số phận của chính mình. Từ đó sẽ lan tỏa những điều tốt đẹp đến nhiều người và có thể dần chuyển đổi cộng nghiệp chung. Từ chối là một việc ác, cũng chính là thực hiện một việc thiện lành. Khi con người nhận thức được cái gì là xấu, thì cũng là lúc họ biết thế nào là đẹp. Khi tri thức nhân loại ngừng hướng đến những dục vọng ích kỷ, thấp hèn, thì sẽ hướng đến những điều thiêng liêng cao quý. Khi đó, tri thức nhân loại sẽ xoay chiều, chuyển hướng vào bên trong, hòa hợp với tâm linh, đem lại sự toàn diện cho tâm thức. Khi tâm thức thay đổi, mọi sự sẽ thay đổi. Mỗi hành động của chúng ta đều tạo ra một năng lượng tương ứng. Khi chúng ta chọn những hành động mang lại niềm vui và thành công cho người khác, nhân quả sẽ mang lại thành công và hạnh phúc cho chúng ta. Dù là một người bình thường hay một nhân vật lừng danh, chúng ta từ khi sinh ra cho đến hiện tại đều mang theo mình đủ mầm thiện, ác đan xen. Và chính bản thân chúng ta sẽ là người quyết định hạt mầm nào được đâm chồi nảy lọc, đơm hoa kết trái. Chính suy nghĩ và hành động của chúng ta, chứ không phải của bất cứ ai khác, tạo nên số phận của chúng ta. Không phải cứ mặc sức làm điều độc ác, hại người, lợi mình, rồi sau đó vì sợ trừng phạt của nhân quả nên vội vàng bỏ tiền của ra làm những việc công đức nặng tính hình thức là có thể xóa đi nghiệp ác hay báo ứng được. Nếu không có sự xuất phát từ suy nghĩ, hành động thiện tâm thì không một ai trên đời có thể thay đổi được nghiệp quả.